Nhà mình hôm nay mình đến với các bạn đoạn video thứ 28. Đoạn video thứ 28 nói về cái tỷ lệ tăng trưởng. Hôm nay nói về cái khái niệm này. Bởi vì người làm kinh doanh, người làm đầu tư, chúng ta rất cần biết được cái tỷ lệ tăng trưởng. Tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu, tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận, tỷ lệ tăng trưởng về khối lượng bán hàng, tỷ lệ tăng trưởng về nhân viên, tỷ lệ tăng trưởng về khách hàng. Cái con số tỷ lệ tăng trưởng này nó rất là cần thiết. Tỷ lệ tăng trưởng trong một năm, tỷ lệ tăng trưởng theo từng tháng, hoặc là tỷ lệ tăng trưởng trong nhiều năm. Và khi chúng ta có được cái số liệu đó để chúng ta ra được những cái quyết định, hoặc là tỷ lệ tăng trưởng các cái cửa hàng qua các cái giai đoạn thì chúng ta có những cái quyết định. Thì quyết định gì? Quyết định để đầu tư, chúng ta có đầu tư thêm hay không? Quyết định để chúng ta có tập trung phát triển vào lĩnh vực đó thêm nữa hay không? Hoặc là chúng ta có quyết định cắt giảm nó, hoặc chúng ta có thể là bổ sung thêm những chi tiết gì đó, hoặc là cái số liệu chúng ta tham vấn giữa với những cái số liệu khác để chúng ta thấy rằng đâu là cơ hội tốt hơn, hay là người ta gọi là cái chi phí cơ hội nó tốt hơn. Vậy thì để tính được tỷ lệ tăng trưởng thì bước đầu tiên chúng ta phải cần cái gì ạ? Cần cái giá trị khởi đầu. Giá trị khởi đầu, ví dụ là bạn muốn đo lường doanh số thì bạn biết cái giá trị khởi đầu đầu năm của một cái doanh số đó là nhiều, hoặc là lợi nhuận đầu năm nó là bao nhiêu, hoặc là từ lĩnh vực doanh có thể là số lượng học viên bạn đầu năm nó là bao nhiêu, hoặc là chiều cao của một một cái cây đó bắt đầu nó là bao nhiêu, để sau đó chúng ta mới có được cái, đây là cái giá trị khởi đầu. Ví dụ mình ví dụ một là cái giá trị khởi đầu ha, giá trị khởi đầu giá trị khởi đầu. Vậy thì mình ví dụ ở trong một cái xóm đó, nói vậy cho nó là gọn đi, ở một cái xóm đó, một cái làng đó, xóm đó đầu năm dân số ở cái làng đó là 150 người. Cái tỷ lệ tăng trưởng này người ta áp dụng trong rất là nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giao thông, các bạn thấy tai nạn giao thông người ta hay tính toán theo năm. Dân số GDP người ta đo lường cái kết quả kinh doanh. Thống kê các nước, các nhà đầu tư người ta quan tâm tới những cái chỉ số này kinh khủng. Hoặc là nó rất là đơn giản thôi. Doanh thu của bạn đầu năm nó là 10.000 đô la, ví dụ như vậy, nó là 10.000 đô la. Đó là giá trị khởi đầu. Bước đầu tiên chúng ta phải có được cái con số này. Bước thứ hai, chúng ta phải có được cái giá trị cuối, hoặc là giá trị cuối cuối năm. Giá trị cuối. Giá trị cuối. Cuối. Cuối năm á. Giá trị cuối, ví dụ như cái sớm này kết thúc một năm, tổng kết một năm của cái sớm của chúng ta này, thì cuối năm là lúc này cái lượng người nó lên là 275 người, hình dung chưa? Hoặc là cái doanh thu của chúng ta cuối cùng trước khi chúng ta chốt lại á, là nó là như thế nào 65.000 đô, ví dụ vậy. Vậy thì chúng ta có giá trị đầu, chúng ta có giá trị cuối. Vậy thì cái thứ ba là bây giờ chúng ta tính tỷ lệ tăng trưởng trong một năm. Ba là tỷ lệ tăng trưởng trong một năm đó. Cái công thức tỷ lệ tăng trưởng trong một năm thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Bằng tỷ lệ tăng trưởng trong một năm bằng bằng cái gì ạ? Thứ nhất là chúng ta bằng cái giá trị cuối, mình ghi công thức đã, bằng cái giá trị cuối, ok chưa? Trừ đi cái giá trị đầu, rồi chúng ta chia cho gì ạ? Chúng ta chia cho giá trị đầu, sau đó chúng ta nhân cho gì ạ? Nhân cho 100. Cái công thức nó là như vậy. Để chúng ta áp dụng vào đây thì nó
nó sẽ ra ngay mà. Bằng gì? Ví dụ tính tỷ lệ tăng trưởng cho cái dân số đi, thì cuối năm nay thì dân số của cái xóm đó, cái làng đó là 275 người, giá trị cuối chúng ta thế vào, trừ đi cái giá trị đầu là đầu năm á, là dân số đó là 150 người. Chúng ta chia cho 150 người và chúng ta nhân cho 100. Chúng ta lấy máy tính thôi, cái này chúng ta lấy máy tính, chúng ta bấm thôi. Và khi chúng ta chia ra, chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm ra, 250 cho 100, cái này là 125 chia cho này, 125 chia cho này nhân cho 100, bây giờ thì cuối cùng chúng ta tính ra nó sẽ được cái con số gì ạ? 83,33%. Vậy thì cái con số này nó nói lên cái gì? Nó nói là cái tốc độ tăng trưởng dân số ở cái xóm này nè, trong cái năm này nè, là hơn 83%. Hơn 83%, tức là chỉ một chút xíu nữa là nó đạt 100% rồi đó. Là tốc độ tăng trưởng trong cái năm này. Vậy là vừa rồi các bạn thấy được tốc độ tăng trưởng trong một năm. Tuy nhiên, khi mà tốc độ tăng trưởng trong một năm thì chúng ta mới nhìn cho tới cái trong cái năm đó thôi. Cái vấn đề thứ tư ở đây mình muốn nói với các bạn là tỷ lệ tăng trưởng trong nhiều năm hoặc là trong một giai đoạn, cái này mà cái là cái mà chúng ta cần quan tâm. Ví dụ như là người ta hay đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, họ hay nhìn vào nền kinh tế của một đất nước, họ nhìn vào GDP, cái sự tăng trưởng của một đất nước theo chu kỳ là 5 năm, 10 năm, 30 năm. Ví dụ chúng ta nhìn vào kinh tế Việt Nam của chúng ta 30 năm qua, thì cái GDP của Việt Nam của chúng ta nó rất là kỳ diệu. Các bạn lên Google các bạn xem, nó rất là kỳ diệu. Nó cứ đều đều, nó tăng trưởng đều đều từ từ này. Nó rất là đều. Cái điều đó nó thể hiện là trong 30 năm qua nền kinh tế chúng ta nó khá ổn định. Nó không có quá đột biến mà nó không có bị đau. Nhưng mà các bạn cũng nhìn cái bức tranh đó của nền kinh tế Singapore thì các bạn lại nó rất là khác. Có lúc nó lên cao này, có lúc nó tụt xuống như vậy. Nghĩa là cái sự biến động của nó kinh khủng quá. Cái nền kinh tế của ta nó cứ từ từ nó rất là đều. Ý ở đây nó là vậy, nó cái tỷ lệ tăng trưởng trong một cái giai đoạn nó rất là đều. Vậy thì cái thứ tư ở đây mình muốn nói với các bạn là tỷ lệ tăng trưởng trong nhiều năm. Tỷ lệ tăng trưởng trong nhiều năm. Vậy thì nó cũng trên cơ sở cái công thức này, bước đầu tiên chúng ta cũng phải xác định cái giá trị ban đầu, giống như bơ này, cái giá trị ban đầu, giá trị đầu này á, nó được cái hiệu là S. Ví dụ mình lấy cái con số này đi để cho nó dễ đi, là 10.000, dân số là 10.000 USD. Rồi tương tự như vậy nó cũng có được cái giá trị cuối, giống như cái số 2 này, giá trị cuối, ok chưa? Giá trị cuối ở đây chúng ta cái hiệu đó là cái chữ F, ở đây đó là 65.000 đô. Vậy thì nó còn một cái đại lượng nữa, đó là trong một giai đoạn này. Ví dụ ở đây nó là xác định giá trị tăng trưởng từ năm, mình nói rõ ràng như vậy để cho các bạn dễ, từ năm 2014 đến 2018. Vậy thì ở đây nó xác định, nó lại xuất hiện một cái con số nữa, đó là chúng ta phải xác định được cái số năm. Ở đây chúng ta phải xác định số 5. Thì xác định số 5 này á, được ký hiệu là chữ N. Vậy N này nó bằng gì? N này nó bằng là 2018, chúng ta trừ đi 2014 là nó bằng 4. Vậy N ở đây là 4 năm.
tức là chúng ta xác định được giá trị tăng trưởng trong 4 năm nó là bằng cái gì. Vậy thì nó có một cái công thức, vậy thì nó có một cái công thức nó cũng ghi rất là đơn giản: giá trị tăng trưởng, ok chưa, trong nhiều năm á, hoặc là trong 4 năm bằng cái gì, bằng cái gì các bạn? Nó cũng rất là gần cái này, bằng giá trị gì? Giá trị cuối kỳ chia cho giá trị đầu kỳ. Nó rất là đơn giản vậy. Và nó như thế nào? Nó đóng mở ngoài, nó có cái mũ, cái này cái công thức nó được chứng minh thôi. 1/n. Một trên n. N ở đây là số 5 á các bạn. 1/n. Trừ cho gì? Trừ đi cho 1. Và chúng ta đóng mở ngoặc lại. Đóng mở ngoặc lớn lại. Ok chưa? Đóng mở ngoặc lớn lại, chúng ta nhân cho 100. Cái công thức nó như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta thế vô. Ở đây là chúng ta thế vô rồi. Bằng gì S cuối kỳ là 65.000 đô. Đầu kỳ là 10.000 đô. Chúng ta đóng mở ngoặc, cái số mũ là 1/4, 1/4, số mũ không phải 25 á, trừ đi cho 1. Rồi chúng ta đóng một cái mở ngoặc lớn, chúng ta nhân cho 100. Ok chưa? Vậy thì sau khi tính toán ra, cái này là chúng ta dùng bằng máy thôi, cái này là bỏ số thì nó là 65/10. 65 mà chia cho 10 thì các bạn thấy 6.5. Rồi cái số mũ này nữa là chừng cuối cùng trừ ra và nhân cho 100% thì cái con số chúng ta nó khoảng là 59,69%. Vậy thì tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 4 năm này trung bình là nó là khoảng gần 70%, tức là tốc độ tăng trưởng đều trung bình trong 4 năm này, từ giai đoạn này, tức là theo hàng năm cái tốc độ tăng trưởng trung bình nó khoảng đó. Trong 4 năm này tổng con số nó là cỡ này. Ok chưa? Vậy thì tính thì nó đơn giản vậy, chúng ta cứ nhớ cái công thức mà chúng ta làm. Và tuy nhiên ở đây mình muốn đưa ra cái bài chia sẻ này trong đoạn video này để các bạn hiểu bản chất của nó. Cái người làm kinh doanh, cái người làm đầu tư là chúng ta cần hiểu cái bản chất này. Ví dụ như là các bạn đầu tư vào miếng đất mà các bạn để nó 5 năm. Từ cái giá trị ban đầu bạn có được, bạn mua đất vào miếng đất đó, lúc đó bạn mua vào ví dụ là 2.4 tỷ, nhưng mà sau này bạn bán ra được là 5 tỷ, thì bạn phải tính được cái tốc độ tăng trưởng cái tiền của chúng ta trong 5 năm đó nó là bao nhiêu. Và nếu mà chúng ta dùng cái tiền đó mà chúng ta đi đầu tư vào làm kinh doanh ở một cái chỗ khác thì cái tốc độ tăng trưởng nó là bao nhiêu. Ví dụ vậy, giữa đầu tư đất với việc đầu tư vào việc kinh doanh thì cái nào nó hiệu quả hơn, các bạn tính toán ra thì các bạn sẽ thấy được cái chi phí cơ hội. Vậy thì cái module sau mình sẽ nói về cái chi phí cơ hội, và bạn hiểu được cái bản chất của cái này thì tự nhiên cái việc kinh doanh bạn làm việc nó tốt hơn, bạn tính toán bạn tối ưu được hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình đang làm một cái chuỗi series tới 300 đoạn video đoạn. Đây là video thứ 28. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh YouTube của mình, kênh Facebook của mình, để chúng ta cùng nhau kết nối và chia sẻ nó nhé. Và nhớ chia sẻ đoạn video này về nhà các bạn, về trang của các bạn. Mình sẽ quý các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.